tôi chân nó mười rồi hay giờ ông khơi tha nhôm đằng hàng cao hàng nông dạng mày đại lộng được nè được nè ba cái nông chặt vinh nhôm dây đây mong phụ quạt chui lớp bị hàng kéo rồi tiệt lớp bị hàng quạt hàng kéo hàng nông lộng nó bị chặt chặt hàng cao nâng ba nông bị đổ nông xây ba việt mình xây má nó bận à chặt chặt hàng nông quan nâng mà hà vì xây chiên hàng kéo tiệt chăng bên này tha là ôm tha khang khéo cứ lo chân khang khăn ông tiệt khang khăn ông bị đâu ấy ôm mà chăng vậy chăng mến vậy thà mẹ tất chất đã nơi khăn ông bị đâu nâng bà mình mà nâng tất chất đã nơi khang khéo đây mà ok ôm tất chất mùi vô lục mùi vô lục bà chăng khơi tha là ôm vì này ông bố gặp sờ lạnh nhóm hay ngốt được cho con không mua còn cả ca hay tục chất nhóm hay nom từ ni từ nu đa tam phụ nhóm thuộc bon cơ tiên bà hay phụ muối đằng cà phê sọt đập phep ôm bà hà tàu tina đây muối đằng chun cục cái lai nó đây là ôm trong tàu trong cơ tiên thuộc bon đấy đấy bố bà mình tha ôm trong tàu na đây bẹp muối mà bà chun ban là phải muối từ nê đây hay là muối ở chia sai đã ôm phong từ xa phụ nhóm đi thầu miền phía đặc cách con trâu của bon ơi hiệp hội hái bà phụ nhóm ai màu chun ôm tàu na tàu này tiệt chẳng hạn nào ôm hay có chia sai ôm phong bà hay lâu khơi tha mà đo tin đi lục ôm trong dục cho các nơi tin đi mất tích đầm bay thưa đầm na từ một tiệt bong bà bong bên mất tệ tàu su chật tật chật chật ôm ấy bà hay lấy chụp ba có miên sụp đua khá khá bà đầm bay su từ căn lục ôm bà lục ôm đa nhol đại quạt ban thưa đầm na mà đo sục sục dương đấy nè hay bán bà chỉ biết thế lục ôm trong chùa phụ khâm môi đời lục ôm scroll khâm môi tam tay là để dạ YouTube trong trong xu lục ôm tha ta miền miền là vậy đây chỉ biết rồi lục ôm trong mà chùa phụ khâm môi đại sa dừng cha hay trai hay mà giang cổ cha gặp bỏ cái miền phía cái kia đi tha cái mau đây đôi phải kê sầm ra phải lấy cái phần này chết chăng đôi ta dạng hao nhá môn nâng tập lập tập viên nâng cứ ở bàn coi trọc dương bởi ta miên là cá trọc phiệp nơi lõ bàn mỏ tiên bà chăng đời xa miên là vây đây dùm rồi tất chân là ông đây cho phi dùn hoa thập bốn đây là ông xu hồ không mùi môn kê rùa nông dạ môn nông mau nông phỏ man buôn ràm khai nông khơi nhờ mùi do mau cái chai chung đo chung chung ca chung vừa nhóm miền chất rì đi kê là chăng châu rù chăng là mùi đã bán vui nông Class for chuối tam lần đại tử ba ba chẳng khơi tha cho mui dạ bê lì đại lộc ôm chẳng pi nè đi hay có bán thua tầm nào luôn nia từ ti cái lại xem xem ta lộc ôm sờ đi đi rư chẳng na lộc ôm mau sờ bài vi vi tran tu bay lộc dương là miền plei chọc chu đẹp phụ mui mui กัดคำฉลองกัดทะเลกัดจุกบาทก่อนในแต่คำต่อสู้พระดำนาวดอกเนียนเนี่ยแต่สัตว์เสาอีนั้นตัวใบยังอุปสรรคยังไม่ก่อปุกมวยมวยให้ยมก็ตามแต่ปุกขมวยได้บาทบาทเพื่อตุนาตะออกนี่บาทจะเติมคนได้ยืมมือที่ก่อสร้างมาปุกมวยมวยหนึ่งยมបាទថាបានទៅក្តីសុខលោកបាទបាទហើយពុកមួយក៏ជូនពរលោកអ៊ំហើយនឹងកូនគ្រូសាលោកអ៊ំទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អដូចគ្នាបាទហើយតនាមកណាឯងគឺជួបតែជំងឺល្អជួបតែសុខភាពល្អអញ្ចឹងណាលោកអ៊ំបាទបាទបាទហើយមួយមានឯងជូនពរដល់លោកអ៊ំទេមានតែជូនពរឲ្យអ៊ំមានសុខភាពល្អតនាមកណាជួបតែជំងឺល្អបាទលោកអ៊ំបាទហើយម្យ៉ាងទៀតតើលោកអ៊ំបានមកជួបពុកមួយជាលើកដំបូងហើយឃើញថាលោកអ៊ំពេញចិត្តពួកក្មួយហើយក្មួយក៏ពេញចិត្តលោកអ៊ំដូចជាឪពុកអញ្ចឹងបាទហើយតើលោកអ៊ំពេលដែលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើលោកអ៊ំមានកម្រោងការត្រូវមកជួបពួកក្មួយម្ដងទៀតទេមកទៅ
quên chẳng bàn về vì kháng đau mong bà dân chỉ cho có phép về nói tiếng về nói tiếng cứ bà dân chỉ ai nâng liệt mau bà đong vì đong tiết anh chân bà tha là ông mình máu trong không môi tử lên các bạn ấy. Bà អើយដល់អើយដល់អើយដល់តែពួកក្មួយៗទៅអើពួកណាពួកក្មួយៗទៅអើពួកខ្ញុំនៅខាងនោះនឹងរីរាយនឹងស្វាគមន៍បាទមួយស្វាគមន៍ពួកមិនមិនមិនចេះបាទបាទនៅទុកម៉ែដែរបាទប៉ុន្តែមិនដឹងជាក្មួយនឹងមានសំណាងបានតែស្គាល់សារអរអាមេរិកអត់ទេល្អមើលទុកណាយើងអ្នកធ្វើប៉ុន ແລງតែមិនជួយលោកអ៊ំទេបាទនឹងពើល្អដែលយើងខិតខំធ្វើនឹងវាស្រុកតាមានពេលទេបាទលោកអ៊ំបាទពើល្អនឹងតបស្នងយើងវិញបាទជាពិសេសថ្ងៃនេះក្មួយគាត់ដល់ចង់ប្រហាញពីទឹកចិត្តក្មួយផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទសោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ៊ំនៅចំពោះមុខតែម្ដងគឺថាលោកអ៊ំជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់ ហើយលោកអ៊ំជាមនុស្សដែលក្មួយស្រឡាញ់មែនទែនស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកអ៊ំស្លូតបាទស្រឡាញ់ស្លូតហើយលោកអ៊ំនិយាយទៅល្អល្អល្អទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅបាទហើយធ្វើឲ្យពួកក្មួយហ្នឹងដកចិត្តស្រឡាញ់លោកអ៊ំហើយត្រូវតែតាមមើលថែលោកអ៊ំគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅកន្លែងណាដែលក្មួយក្មួយ ទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនត្រូវតែមានវត្តមានលោកអ៊ំទៅតាមក្មួយអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថាក្មួយចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់លោកអ៊ំដូចជាឪពុកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានសេចក្តីចេះសូមអរគុណត្រៃជួនកាលទៅអ៊ំមិនអាចជួយបានដូចរបស់ធ្ងន់ធ្ងន់នៃជីវិតហើយទេអ៊ំអត់អីទេខ្ញុំវាវាកាត់ហើយក៏វាកាត់ក៏ស្រូវក៏អីនឹងហើយខិតខំ រៀនយាយខ្មែរឡើងវិញនឹងហើយម្យ៉ាងចង់និយាយដោយស្មោះពាក្យច្រើនចង់ជួយណាដូចថាលើកអីវ៉ាន់លើកស្អីស្អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលឃើញមើលទៅហាក់ដូចគ្មានចិត្តក៏ប៉ុន្តែមានក្នុងចិត្តចង់ហ្នឹងបាទចង់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលខាមកអីបានមកមានរបស់ធ្ងន់ធ្ងន់បាទបាទ ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំដើរមកយកជាមួយលោកអ៊ំលោកអ៊ំឃើញពួកក្មួយលើកចឹងលោកអ៊ំចង់ជួយតែពួកក្មួយអត់ឲ្យលើកទេដោយសារលោកអ៊ំវាកាត់ហើយចឹងណាលោកអ៊ំពួកក្មួយក្មួយបានដឹងខ្លះខ្លះចឹងក្មួយបានបាទហើយឥឡូវនេះដែរក៏ពួកខ្ញុំបាទក៏មានអង្គបាទមានមីមានត្រីខមានទឹកស៊ីអ៊ូវនិងទឹកត្រីបាទនិងមានទេវត្ថុផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកទៅចែកជូនទៅដល់អ្នកសន្តិសុខ បាទជាពិសេសគោលដៅថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវ51នេះគឺដើម្បីមកជួយយកអំណោយនេះទៅជូនទៅដល់លោកពូម្នាក់ដែលគាត់មានពិការភ្នែកហ្នឹងលោកអ៊ំសំខាន់ចង់បញ្ជាក់បើអាចជួយទៅបានទៅភូមិឃុំឬក៏ខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានខេត្តអីហ្នឹងបាទយើងនិយាយពាក្យថាហាមួយមិននៅផែនណានៅបាទបាទបាទនៅនេះគឺខេត្តស្ពឺ បាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅស្រុកឧដុង្គបាទផ្លូវ61បាទហើយផ្ទះលោកអ៊ំដែលពិការភ្នែកនោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដុកលពៅដុកលពៅបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមទៅរកចាំផ្ទះទស្សនាពីការធ្វើដំណើរបន្តទៀតដែលខ្ញុំនិងលោកអ៊ំទៅធ្វើទាននៅទីនោះបាទដោយខ្ញុំបាទបានទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនបាទដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌បាទក្នុងការចែករំលែកនៃសេចក្តីល្អក៏ដូចជា ការធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនិងស្រឡាញ់រាល់ពួកខ្ញុំទាំងពីរបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អនិងមានសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបាទបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជម្រាបលាព្រមទាំងលោកអ៊ំមកជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអ